Gọi là có một sự chuẩn bị trước rồi Diệp sẽ dành cho tất cả mọi người một bài hát riêng và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở ca sĩ mặt nạ mùa sau. Gài cái tiếp vô trong đó thì mão nè. Có cần thiết cái gì vậy trời? Giống tuổi vậy không, mình có tuổi mình cứ nói đi, mình đừng có sợ gì hết. Bởi vì con mèo rồi vẫn tỏa sáng được. Có nghĩa là không có một cái thước đo gì. À, ý là anh nói là mọi người cứ rất cứ tự tin vào bản thân của mình gì, có thể làm được gì. Có chồng cũng bình thường, có con cũng bình thường luôn. Có tuổi cũng bình thường luôn, có thể là tốt nghiệp sẽ tỏa sáng lại lần nữa vào tuổi 70. Có gia đình, có hai con, mà chuẩn bị có ba con. 70 tuổi mà chồng đâu nó kỳ. Mà mọi người vẫn yêu thương, vẫn yêu mến thì có nghĩa là bình thường thôi đó mọi người. Còn thôi chúng ta vào sự kiện nha. Hello. Dạ. Xin chào. Có thấy quen đúng không? Quen không? Chắc chắn quen. Trước em có tin không? Đã từng tắt tóc một chút nhưng mà sao đi kể sợ. À thế ạ? Mà thấy đấy đây. Hay là những người đứng tuổi ta cũng người đứng tuổi. Sau khi một chút vẫn chỉ ảnh hưởng tức là cái sinh phố ở ngoài nhưng mà đúng là cực kỳ sợ. Mình thấy là đang chờ một em sẽ không biết. Lần đầu tiên trong lịch sử. Không sao. Xin chào anh Sen. Mọi người đều cực kỳ. Lúc anh Sen vào là mọi người. Trời ơi, trời ơi, ngại. Nãy là dự ngoài kỹ lắm rồi. Đợi canh hết, chị thấy tất cả mọi người dùn ra rồi. Xong hai vợ chồng đi ra rồi là. Đúng rồi. Xin lỗi nha. Không có sao. Rồi mình lưu xíu mọi người, mình lưu xíu. Chị ơi. Mọi người bên đây mọi người mình lưu xíu. Mình lại cho mình lòng quá. Anh Đông ơi, thế bạn đi mời dùm chị vào đây hả? Vào đây đi anh Đông ơi, vào đây.
Thảo ơi, Thảo. Chị Thảo ơi. Chào 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 mấy đứa. Bà già giữa mùa đông cho rét. Thảo ơi. Mình lui xuống cho em nhờ một chút không? Mở bỏ một chút rồi. Anh đi bộ mà gặp bác cứ kéo lại xin chụp hình. Anh làm một tòa nhà khác. Thôi xin lại kéo xin chụp hình nữa. Thì đó ta cứ kéo chụp hình hoài à. Thôi em nhờ mày. Mọi người, mình chia hai tốt rồi, mọi người đông quá, lớn quá. Dạ, tụi em không có hai tốt đâu nha. Đừng chứ, đừng sao. Tốt em ngồi đi, hai tốt chứ sau. Đầy đủ cái này. Mọi người dài quá, luôn. Dài quá, không dài quá, mình nhắc ra bớt thôi. Không là hết mọi người, chia đôi, chia sổ. Trong ông quá, không biết chị nhìn máy nào rồi, không mắc mẻ luôn. Giống như nhà quê ra thành phố làm 15 phút rồi. Người thả tim nha. Tất cả nghệ sĩ lên cùng chị nhờ ơi nào, Long ơi. Long nào, Thịnh nào. Xin mời một tấm tất cả các nhà phân phối nào mọi người ơi. Mày quá nãy ăn cơm rồi không nhìn tụng này. Long ơi. Mày quá nãy ăn cơm rồi. Đó mọi người nhìn em nha. Nhỏ năm có đi. Tụt lại nhóm bên đây sao lòng dữ. Đúng quá chậu đó thì rồi. Quay nhóm này đưa nước mắm lên. Tập mấy thằng nhá. Tất cả người nhớ. Tập cái thằng này nhá. Hello. Hello. Mọi người ơi, tôi đi sẽ chào một tiếng hàn nha mọi người. Chụp giống nó bướu vậy. Chào các mọi người ơi. Quay hả? Đặt. Rồi tới selfie đi. Rồi vô. Vô nào. Hai ta đi. Rồi. Vô đâu ai nào nào vô nào là sao vậy? Ủa sao không thấy ai vậy? Đó, ok ok. Giống đám cưới thiệt luôn á. Giống như em với là vợ rồi cô dâu chú rể con dâu. Thôi mày với vợ mày đứng giữa đi. Dạ đây gia đình con sẽ ngồi lắm nha. Vậy mấy gia đình mình vô Tắt kho quốc nghiệp. Còn cái này ạ. Giờ lại chìm tâm lắm nè. Nhưng mà vẫn luôn là nhắc nhở mọi người. Lên chị. Em chào chị. Mọi người, mình lên cầm một hai cặp không ạ? Cầm hai cặp. Chị Hương. Ok. Mọi người, mình lưu xuống cho em nhờ xíu rồi. Đâu vậy? 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 Đâu vậ
đúng bài. Thank you.
Đây hai cô con gái của mình lên. Sao cái nhà đi con. Cũng gì mà lên đây. Đó ăn ăn gì đây? Ăn món gì? Chanh dây và dâu tây ạ. À chanh dây dâu tây nó ngon quá. Ở đây đi ăn một đường. Đây cái thằng hôm nay lâu lắm chứ không nhà quê lên đó. Hôm nay chúng tôi đến đây để chụp hình cho nè. Con vô ngồi đi chứ, vô ngồi chụp của mình đi. Hả? Hai gái. Đây, đây hai chị á, là em, con gái vừa lên nha. Đây là ai cũng quay phim nó cho biết. Đây là con gái lớn với chị gái lớn. Chị gái lớn nha. Đây là gì vậy? Bánh mì em. Bây giờ bánh mì đi. Ăn bánh mì quen rồi. Thêm một hàng ghế nữa.